các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc tịnh bất tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh bất tịnh của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Vốn là có cái danh tịnh bất tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh tịnh bất tịnh của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là Đại Bồ Tát. Chính cái danh không hoặc bất không của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là Đại Bồ Tát bạch thế tôn hoặc không bất không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc không bất không của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh không bất không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh không bất không của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát chính cái danh không hoặc bất không của các thọ do nhi tí thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc hữu tướng vô tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc hữu tướng vô tướng của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh hữu tướng vô tướng của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát bạch thế tôn hoặc hữu nguyện vô nguyện của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc hữu nguyện vô nguyện của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh hữu nguyện vô nguyện của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát. Chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát. Chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của các thọ do nhi tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn hoặc viễn ly bất viễn ly của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc viễn ly bất viễn ly của các thọ Do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, vướng là có cái danh viễn ly bất viễn ly của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh viễn ly bất viễn ly của các thọ, do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc hữu vi vô vi của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc hữu vi vô vi của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu vi vô vi của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh hữu vi vô vi của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại bổ tát bạch thế tôn hoặc hữu lậu vô lậu của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc hữu lậu vô lậu của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống làng có cái danh hữu lậu vô lậu của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh hữu lậu vô lậu của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh xanh hoặc diệt của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh xanh hoặc diệt của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát Bạch Thế Tôn hoặc sanh diệt của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc sanh diệt của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh diệt của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, và cái danh sanh diệt của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh xanh hoặc diệt của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Chính cái danh xanh hoặc diệt của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thiện hoặc phi thiện của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc thiện phi thiện của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thiện phi thiện của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh thiện phi thiện của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh thiện phi thiện của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc hữu tội vô tội của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc hữu tội vô tội của các thọ do nhĩ tý thể thân ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có vốn là có cái danh hữu tội vô tội của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh hữu tội vô tội của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là đại bồ tát Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của các thọ, do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của các thọ, do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát bạch thế tôn hoặc hữu phiền não vô phiền não của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc hữu phiền não vô phiền não của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra rốt giáo cần chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và cái danh hữu phiền não vô phiền não của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát. Chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là Đại Bồ Tát.